Ngày nay, trong thế kỷ 21, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trình độ y học ngày càng nâng cao, người dân ngày càng quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Nhưng bệnh tật thì không vì thế mà giảm đi, tỷ lệ mắc bệnh ngày một cao. 30 năm trước, thi thoảng chúng ta mới nghe thấy có người mắc bệnh tiểu đường cũng hiếm như bệnh ung thư. Nhưng ngày nay, xung quanh chúng ta, ngay cả bệnh ung thư cũng ngày một nhiều. 30 năm trước, tỷ lệ mắc bệnh tim mạch chưa đến 5%. Nhưng hiện nay, cứ 12 giây lại có một người chết vì bệnh tim mạch. Công nghiệp hiện đại ngày càng phát triển, thói quen sinh hoạt và thói quen ăn uống có sự thay đổi lớn. Thống kê y học cho thấy, mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với hơn 1.180 loại hóa chất độc hại khác nhau. Chị em phụ nữ mỗi ngày bôi lên mặt trung bình 175 loại hóa chất. Tại Trung Quốc, số người chết mỗi năm do ô nhiễm phòng kín lên tới 110.000 người. Số người nhiễm độc thuốc trừ sâu nông nghiệp trên 370.000 người. Rối loạn nội tiết do thuốc tăng trọng từ thịt lên đến gần 20 triệu người. Thông thường, chúng ta chỉ quan tâm xem họ chết vì ung thư, vì bệnh tim mạch hay do tai biến, chứ không chú ý đến những sát thủ ẩn nấp đằng sau những căn bệnh đó. Mà những kẻ sát thủ này lại do chính các thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của chúng ta gây nên. Chúng luôn ngày giờ sát cánh và tấn công sức khỏe chúng ta bất cứ lúc nào. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta tìm thấy trong gạo có dầu máy, sáp nền, trong trứng có chất độc sudan, trong sữa có melamin, trong đậu phụ và váng đậu có sodium formaldehyde sulfoxylate, trong hải sản có phong môn bảo quản tươi sống, thuốc tránh thai để vỗ béo. Các loại rau củ quả thì dùng chất kích thích cho nhanh chín. Gia cầm dùng thuốc tăng trọng. Thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm. Trong thời đại độc tố khắp nơi như vậy, không ai có thể tránh khỏi. Dầu mỡ vượt chỉ tiêu, kim loại nặng vượt chỉ tiêu, chất axit vượt chỉ tiêu, chúng ta đều trở thành thùng rác của các sản phẩm thời đại. Độc tố trong cơ thể người đã khiến cho giun không còn có khả năng sinh sống. Từng có bệnh nhân ung thư vòm họng, máu nhiễm độc từ mũi chảy ra, rớt xuống thảm sàn nhà bốc khói. Đó chính là axit sulfuric nên mới bốc khói trên sàn nhà như vậy. Còn tại Đức, người ta dùng 0,22cc mồ hôi của bệnh nhân tiểu đường tiêm vào da chuột bạch. Chỉ sau 40 phút, chuột bạch lăn ra chết. Điều đó cho thấy cơ thể bệnh nhân bị nhiễm độc quá lớn. Trên thực tế, những độc tố này được tích lũy qua năm tháng, ngày một nhiều lên, tạo thành những lớp độc tố cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể, giống như mảng bám trong ấm trà. Chúng bám chắc trong các bộ phận cơ thể, trong các tế bào, lục phủ, ngũ tạng. Tiếp theo, chúng ta cùng xem thí nghiệm giải phẫu của tiến sĩ Nick. Chúng ta cùng xem độc tố trong thận. Đây là một quả thận đã bị nhiễm độc lâu ngày. Những mảng độc tố này bám rất chắc trong thận, rất khó cạo ra. Chúng ta cắt quả thận ra xem. Đây chính là các mảng độc tố đen xì bám chắc trong các tổ chức tế bào thận. Đó đều là các kim loại nặng, độc dược, các độc tố hóa học tích tụ. Tiếp theo, chúng ta cùng xem tình trạng trong huyết quản. Đây là huyết quản bị tắc nghiêm trọng. Đây là mỡ tích tụ. Đây là máu vón cục. Những rác độc này chính là nguồn gốc gây ra bệnh tim mạch. Độc tố mỡ bám trong thành mạch huyết quản là một quá trình hình thành dần dần. Ngày nay, các em trong độ tuổi 15, đại đa số huyết quản cũng đã bắt đầu bị lắng căn độc tố dạng 2. Rồi theo thời gian, sẽ làm cho huyết quản ngày một tắc nghiêm trọng. Cho đến một mức độ nhất định, nó sẽ vỡ tung. Vậy trong cơ thể có tổng cộng bao nhiêu độc tố bị lắng cặn? Chuyên gia thanh lọc độc tố người Ukraine lấy ra lượng độc tố trong các cơ thể khác nhau lên tới 3 tới 25 kg độc tố. Độc tố từ gan,
mật, ống mật là 0,5 đến 5 kg. Các loại kim loại nặng như clo, chì, thủy ngân, nitrat, độc dược vân vân khoảng 0,5 đến 2 kg. Độc tố tại các bộ phận khớp có thể đẩy ra muối vô cơ lên đến 3 kg. Độc tố đường ruột từ 1 tới 15 kg. Thực tế, mỗi chúng ta đều mang trong mình rất nhiều chất thải độc hại. Tích lũy ngày này tháng khác, năm này năm khác, tuổi tác ngày càng nhiều thì độc tố càng tăng. Độc tố ngấm vào cơ quan nội tạng, phá hủy các tế bào, ngăn cản tế bào hấp thu các chất dinh dưỡng và chặn đường thoát của các tế bào chết, gây ra hiện tượng đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, mất ngủ, kém ăn, sức đề kháng kém. Xã hội ngày nay, số người nửa ốm nửa khỏe ngày càng nhiều, trở thành hiện tượng phổ biến trong xã hội. Độc tố trong cơ thể mỗi chúng ta giống như quả bom hẹn giờ, tích tụ đến một mức độ nhất định, nó sẽ tiến triển thành bệnh. Lấy ví dụ quả tim của chúng ta, độc tố tích tụ trong quả tim, áp lực của tim sẽ ngày càng một lớn, mỗi lần đập chịu áp lực tương đương với vài lần đập. Rất nhiều người vừa mới qua tuổi 40, chính vì lý do như vậy mà mắc bệnh tim quá sớm. Độc tố này gây nguy hiểm đến chúng ta như thế nào? Khi độc tố tích tụ tại vùng chân tay sẽ dẫn đến đau lưng, nhức chân, nhức mỏi toàn thân. Độc tố tích tụ tại da, cơ bắp sẽ dẫn đến lở loét, viêm da, u nhọn. Độc tố có trong nội tạng sẽ dẫn đến các bệnh nội tạng, mất cân bằng cơ thể. Độc tố có trong huyết dịch dẫn đến nhiễm độc máu, các bệnh tim mạch. Gan nhiễm mỡ, gan nhiễm cồn, xơ gan, gút, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, mỡ máu cao, tai biến, liệt nửa người, bệnh mạch vành, tim đập không đều, tức ngực khó thở, sinh tiết tuyến vú, ung thư cổ tử cung, viêm họng, viêm phế quản mãn tính. Bài trừ độc tố cơ thể, làm ngay, không được chậm trễ. Chị đã có mặt trong phòng Zoom tối thứ ba ngày hôm nay ạ. Và như thường lệ thì tối thứ ba hàng tuần chúng ta sẽ được gặp lại nhau để chia sẻ với nhau về những kiến thức về sản phẩm, về những biện pháp và phương pháp để cho giúp chúng ta có thể giúp được là cơ thể của mình khỏe mạnh hơn, để giúp chúng ta cải thiện sức khỏe hơn. Như vừa rồi các cô bác anh chị đã xem một cái clip rất là ấn tượng đúng không ạ? Trong cơ thể mình thì ai cũng sẽ chứa độc tố, và độc tố chính là cái nguyên nhân gây ra tất cả các loại bệnh mà mình thường thấy, ví dụ như là bệnh tiểu đường này, hay là gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ này. Vậy thì có phương pháp nào để mà giải quyết cái vấn đề này không? Thì tối ngày hôm nay khi các cô bác anh chị đã có mặt trong buổi Zoom này thì chính là một nơi rất là hiệu quả và hữu ích giúp các cô bác anh chị giải đáp được cái câu hỏi này. Trước tiên thì để làm quen với tất cả các anh chị thì MC xin tự giới thiệu. Em là Leila và hôm nay Leila sẽ phụ trách làm MC của chương trình. Leila thì đã tốt nghiệp học viện ngân hàng rồi ạ. Và bây giờ hiện tại em cũng đang theo đuổi về cái ngành chăm sóc sức khỏe chủ động. Và luôn tự ý thức được rằng là mình sẽ có thể bảo vệ sức khỏe của mình ngay từ sớm để phòng ngừa những cái nguyên nhân và gây ra bệnh sau này, và cũng có thể giúp mình kéo dài tuổi thọ hơn, hay là giúp cho mình sẽ có được cái sức khỏe tốt hơn. Và không chỉ như thế đâu ạ, thì hiện tại thì có rất là nhiều các cô bác anh chị trong phòng Zoom này cũng đang theo đuổi cái lối chăm sóc sức khỏe chủ động như vậy. Và có rất là nhiều những cái giải pháp giúp chúng ta có thể chăm sóc được sức khỏe chủ động. Nhưng liệu rằng các cô bác anh chị đã thực sự hiểu và đã thực sự biết đến cái giải pháp đấy chưa? Hay mình chỉ đơn giản nghĩ rằng là ăn cái đồ ăn thông thường như là rau sạch này, ăn chín uống sôi này là đã đủ rồi? Trên thực tế thì tất cả những cái thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày đương nhiên là đã cung cấp dinh dưỡng cho chúng ta rất là tốt rồi. Nhưng bên cạnh những cái chất dinh dưỡng có lợi thì vì đấy là thực phẩm dạng thô sơ, chưa được thông qua tái chế, chưa được các nhà khoa học đem vào xử lý để bóc tách những cái chất độc hại ra đúng không ạ? Thì khi chúng ta ăn thực phẩm hàng ngày thì vô tình sẽ có nhiễm thêm một chút những cái chất gì đấy nó không tốt vào cho cơ thể. Ví dụ như là rau thì sẽ có chứa chất trừ sâu này, hay là thuốc bảo quản thực vật này, hay là thịt
Thịt cá thì thường là sẽ chứa những cái chất tăng trọng này, có đúng không ạ? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế được những cái chất độc đấy phát huy ở trong cái cơ thể của chúng ta? Thì hôm nay phòng Zoom này sẽ đem đến cho tất cả các anh chị một giải pháp rất là hay. Đây được gọi là bữa ăn hạnh phúc. Thì bữa ăn hạnh phúc có tác dụng đó là ngoài việc cung cấp đầy đủ tất cả các loại chất dinh dưỡng hay là tất cả các loại vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể da, thì nó còn có thể giúp chúng ta loại bỏ được những cái chất độc tố đó bằng những cái chất tính chất chống oxy hóa trong những cái thực phẩm này. Và để tìm hiểu kỹ hơn về bữa ăn hạnh phúc thì hôm nay Leila đã rất là vinh dự đón tiếp một vị khách mời rất là uy tín đến đây để chia sẻ cho chúng ta về cái giải pháp bữa ăn hạnh phúc này. Anh thì trước ở đây đã tốt nghiệp hai trường đại học rất là danh giá tại Hà Nội, đấy là trường Đại học Bách Khoa và trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Thì sau khi đi làm một thời gian thì anh đã quyết định mở được cho mình một chuỗi cửa hàng dược kinh doanh thuốc tây, và sau đó thì bắt gặp cái cơ hội chăm sóc sức khỏe chủ động. Và hiện nay thì anh là một trong những chuyên gia dinh dưỡng được công nhận bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia mọi người ạ. Chúng ta có hào hứng để gặp gỡ cái vị khách mời rất là ấn tượng này không ạ? Một cái profile rất là kinh khủng đúng không ạ? Nếu như mà tất cả chúng ta đều hào hứng để chào đón anh thì hãy thả thật là nhiều tim, thật là nhiều hoa vào trong cái khung chat đi ạ. Thật là nhiều tim, thật là nhiều hoa vào trong khung chat để có thể chào mừng anh và tạo động lực để cho anh chia sẻ cho chúng ta được những cái giá trị thật là tốt, thật là hữu ích trong cái buổi Zoom ngày hôm nay đúng không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người. Leila đã nhìn thấy rất là nhiều trái tim, rất là nhiều tình yêu thương của các anh chị dành cho vị diễn giả này rồi. Vậy thì không để cho các cô ba anh chị chờ đợi lâu hơn nữa, Leila xin mời lên vị diễn giả của chúng ta, đó chính là anh Trần Nho Sĩ Tùng ạ. Đúng rồi ạ, đây chính là anh Trần Nho Sĩ Tùng ạ. Xin mời anh Tùng mà lên giao lưu và chia sẻ cùng tất cả cô ba anh chị trong phòng Zoom về cái giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bữa ăn hạnh phúc ạ. Vâng. Lời đầu tiên xin Tùng xin chào toàn thể các ba anh chị đã có mặt trong buổi tối Zoom hôm nay ạ. Cũng nhờ có Zoom nên chúng ta hoàn toàn có thể ở nhà, chúng ta có thể học tập mà chúng ta có thể giao lưu với mọi người được ở trên toàn đất nước Việt Nam cũng như trên toàn cầu đúng không ạ? Đây cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Covid thì cũng mang lại ra rất nhiều những cái điều mà không mong muốn, nhưng đây cũng là một cái cơ hội để giúp chúng ta nhìn thấy được rõ hơn. Vừa rồi thì MC giới thiệu rất là kỹ về Tùng đúng không ạ? Chắc là Tùng sẽ không phải giới thiệu nhiều nữa. Cũng rất là vui và may mắn là Tùng cũng biết đến giữa thương hiệu một nhãn hàng Nutrilite, và thông qua nhãn hàng Nutrilite chỉ được hợp tác vào Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Thì cũng rất là may là mùng 5 tháng 11 này là Tùng sẽ làm chính thức được nhận bằng của tư vấn viên dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Quốc gia về những vấn đề chăm sóc sức khỏe chủ động. Nên là hôm nay cũng rất là được vui được giao lưu với cô bác anh chị được những vấn đề về sức khỏe, để chúng ta có một góc nhìn làm sao để chúng ta phòng bệnh hơn chữa bệnh đúng không ạ? Thì chủ đề của Tùng ngày hôm nay chính là bữa ăn hạnh phúc, thì Tùng sẽ xin được chia sẻ màn hình ạ. Đây là một cái dự án chăm sóc sức khỏe chủ động của rất nhiều các anh chị cùng nhau phối hợp để giúp cho mọi người có một cái chăm sóc sức khỏe đỡ chúng ta bị bệnh, để vấn đề là phải vào viện đúng không ạ? Thì tại sao lại cần chăm sóc sức khỏe chủ động? Thì cũng giới thiệu một chút. Trước thì Tùng cũng là khóa Health Plus, cũng là khóa của Viện Dinh dưỡng Quốc gia kết hợp với cả Nutrilite, khóa đầu tiên về kết hợp với tư vấn viên dinh dưỡng. Thì sau đó thì Tùng cũng đại diện cho nhãn hàng Nutrilite. Tùng là mentor F5, tức là chuyên gia về quản lý cân nặng ạ. Và tiếp theo nữa, cái khóa đầu tiên của tư vấn viên dinh dưỡng thì Tùng cũng là cái khóa đầu tiên được tốt nghiệp ngày mùng 5 tháng 11 này. Vậy thì chúng ta sẽ giao lưu một chút về tầm quan trọng của sức khỏe đúng không ạ? Ai ai trong chúng ta cũng đều nói là sức khỏe là điều rất là quan trọng. Nhưng mà hình như đâu đó chúng ta vẫn đang nỗ lực vì rất nhiều thứ mà đôi khi chúng ta không quan tâm đến sức khỏe. Đơn giản như là chúng ta luôn luôn mong muốn có một cái gia đình rất là hạnh phúc, ai cũng đều mong muốn điều này đúng không ạ? Con cái đúng không ạ, đều về già cửa và nhà to đúng không ạ, bốn tầng, xe bốn bánh đúng không ạ, và của cải vật chất đầy đủ, tất cả những cái điều này, địa vị xã hội, sự nghiệp, du lịch đúng không ạ, tất cả những điều này là điều mà chúng ta đang theo đuổi ngoài kia, mà chúng ta đang chạy theo nó
thậm chí chúng ta bỏ quên rất nhiều thứ để chỉ vì những cái điều này. Nhưng chúng ta sẽ thấy một điều là tất cả đây chỉ là số 0 tròn trĩnh nếu chúng ta không có vấn đề sức khỏe đầu tiên. Vậy nên là thực sự là nếu như chúng ta hay đang cậy mình là còn trẻ để đi lo cái việc là làm những cái việc kia thì cũng rất là tốt thôi, vì chúng ta cuộc sống chúng ta phải gắn với cơm áo gạo tiền đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta biết chăm sóc sức khỏe một chút để chúng ta có những cái sức khỏe đỡ phải vào bệnh viện, thì lúc đó những cái sự nghiệp kia nó sẽ từ từ sẽ đến với chúng ta theo thời gian, nếu chúng ta thực sự nỗ lực. Còn nếu như chúng ta không có sức khỏe rồi ấy, thì lúc chúng ta ở trong viện á, chúng ta chỉ mong một điều duy nhất đó là sức khỏe, chứ không còn là mong muốn một sự nghiệp hay du lịch gì đó nữa cả. Vậy thì chúng ta sẽ thấy một chút, hôm nay sẽ phân tích một chút về những yếu tố mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì sao ạ? Cuối cùng chúng ta sẽ nói là sức khỏe đúng không ạ? Thế thì yếu tố nào ảnh hưởng đến sức khỏe? Chúng ta sẽ thấy là rõ ràng là WHO họ thống kê là gì? Di truyền thì chiếm 15%, đúng không ạ? Và khí hậu chiếm 7%, và xã hội thì chiếm 10%. Nhưng cái câu chuyện đặt ra là vậy thì mới có bao nhiêu? 20% đúng không ạ? Bác sĩ chiếm 8% thôi, anh chị ạ. Bác sĩ chiếm có 8% thôi. Vậy thì cuối cùng chúng ta thấy không ạ? Tự giữ gìn sức khỏe chiếm tận đến 60%. Vậy thì tự giữ gìn sức khỏe này là từ đâu ạ? Là từ chính chúng ta chứ không phải ai khác. Vậy thì hiện trạng bệnh tật ở Việt Nam chúng ta sẽ lướt qua một chút, vì đôi khi chúng ta không để ý đến thông tin này, vì chúng ta đang chạy theo rất nhiều thứ ở ngoài kia mà chúng ta không để ý thấy đây là một hiện trạng ở Việt Nam mình. Việt Nam đang đứng top 2 trên thế giới về tỷ lệ mắc bệnh ung thư. Theo thống kê của Dự án Phòng chống ung thư quốc gia, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 80.000 người chết và 150.000 người mắc mới. Con số này sẽ không dừng lại ở đó mà còn gia tăng trong những năm tiếp theo, khoảng 200.000 ca vào năm 2020. Số tiền Bảo hiểm Y tế Việt Nam phải chi trả cho điều trị căn bệnh này cũng lên tới hàng trăm triệu đô la Mỹ. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Đức, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, sở dĩ số ca mắc ung thư tăng nhanh trong những năm gần đây do 3 nguyên nhân chính: thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm, tuổi thọ tăng, trong đó tác nhân thực phẩm bẩn đứng hàng đầu chiếm khoảng 35%, thuốc lá chiếm 30%, di truyền chỉ chiếm 5-10%, còn lại là các nguyên nhân khác. Chúng ta tìm thấy trong gạo có dầu máy, sáp nến, trong trứng có chất độc Sudan, trong sữa có melamin, trong hải sản có phacmon bảo quản tươi sống, thuốc tránh thai để vỗ béo, chất kích thích cho tăng chín rau củ quả, gia cầm dùng thuốc tăng trọng. Thực phẩm ô nhiễm, không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm. Trong thời đại và độc tố khắp nơi như vậy, không ai có thể tránh khỏi việc bị nhiễm độc. Chúng ta dường như trở thành thùng rác của các sản phẩm thời đại. Trên thực tế, những độc tố này được tích lũy qua năm tháng, ngày một nhiều lên, tạo thành những lớp độc tố cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể, giống như mảng bám trong ống trà. Chúng bám chắc trong cơ thể, sâu trong từng tế bào lục phủ ngũ tạng. Đây là những mảng bám độc tố đen xì bám chắc trong thận. Nó đều là những kim loại nặng, các độc tố hóa học tích tụ. Đây là huyết quản bị tắc nghiêm trọng bởi mỡ tích tụ, máu vón cục. Đây đều là những độc tố tích tụ sau một quá trình hình thành. Chuyên gia thanh lọc độc tố người Ukraine lấy các dữ liệu độc tố trong cơ thể khác nhau lên tới 3-25 kg độc tố. Đó là các độc tố từ gan, mật, ống mật là 0,5-5 kg. Các loại kim loại nặng như clo, chì, thủy ngân, nitrat khoảng 0,5-2 kg. Bộ phận khác có thể đẩy ra muối vô cơ lên tới 3 kg. Độc tố đường ruột từ 1-15 kg. Tuổi tác ngày càng nhiều thì độc tố ngày càng tăng, độc tố ngấm vào các cơ quan nội tạng, phá hủy tế bào, ngăn cản tế bào hấp thu các chất dinh dưỡng và chặn đường thoát của tế bào chết, dẫn đến các bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ gan, gút, xơ cứng động mạch, cao huyết áp, viêm phế quản mãn tính và ung thư. Anh chị thấy không ạ? Chúng ta thấy rất là nhiều những vấn đề mà sức khỏe của chúng ta liên quan đến rất nhiều yếu tố mà chính chúng ta đang tiếp cận đến hàng ngày, như ăn uống, như môi trường, như thực phẩm ô nhiễm. Vậy thì những nguyên nhân gây ra bệnh tật chúng ta thấy rất là rõ đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta thấy là thực phẩm ô nhiễm là một cái nguyên nhân hàng đầu mà chúng ta bây giờ thấy rất là rõ. Đâu đâu đó ngày nào chúng ta cũng thấy đến là thực phẩm đang ôi thiêu ngoài kia, đang bắt được rất nhiều các container, rất nhiều các thùng hàng thực phẩm đang không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đúng không ạ? Và thứ hai là không khí ô nhiễm. Thực sự là ở Hà Nội hiện tại bây giờ là không khí gần như là ô nhiễm nhất ở Việt Nam của chúng ta. Và thực sự là khi ra ngoài đường chúng ta thấy là mắt chúng ta hay cay xè này, đó là những cái ô nhiễm không khí nó đưa vào mắt chúng ta. Và tại sao ạ? Căng thẳng stress, áp lực công việc, rất nhiều yếu tố làm cho chúng ta luôn luôn căng thẳng stress và sinh ra rất nhiều những gốc tự do, và đây cũng là những nguyên nhân gây ra những cái vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra nữa, do có thói quen bây giờ hiện tại rất lười vận động, ăn xong mà chúng ta có thể nằm, và rất nhiều công việc không liên quan đến hoạt động mà chúng ta liên tục ngồi ở trên cái ghế, và thậm chí bước đi chúng ta cũng ngồi trên cái ghế đó để đẩy đi lên theo. Vậy là chúng ta đã rất là lười để chúng ta vận động. Cái điều này cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của chúng ta. Và nguồn nước ô nhiễm đúng không ạ?
thì những nước đang phát triển thì thực sự nguồn nước là cực kỳ ô nhiễm. Nếu hôm nào đó chúng ta có ra sông Tô Lịch, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái điều rất là buồn, và thực sự là không dám đứng ở đó 15-20 phút vì cái mùi nó bốc lên rất là kinh khủng. Và thức khuya, giai đoạn này thì thời đại của công nghệ 4.0 đúng không ạ? Tối ngủ lúc nào cũng cầm cái điện thoại và lướt 1 đến 2 3 tiếng sau trước khi đi ngủ. Lằng ngoằng ngừng ra nhìn giờ thì đã đến 2 3 giờ sáng, lúc đó mới là chớp mắt đi ngủ. Anh chị đúng không ạ? Tất cả những cái thói quen đó đã liên quan đến sức khỏe chúng ta. Ngoài ra, những vấn đề về nội tạng nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe chúng ta. Các anh chị tưởng tượng là gì ạ? Khi chúng ta những cái cảm xúc của chúng ta, ví dụ như là lo lắng ảnh hưởng đến dạ dày của chúng ta, đúng không? Sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến thận của chúng ta, và đau buồn thì hại phổi, tức giận thì hại gan, và căng thẳng thì hại tim. Nhưng đâu đó ngoài kia chúng ta vẫn cứ để những cái cảm xúc này nó chi phối cuộc sống của chúng ta, và vô hình chung chúng ta đang ảnh hưởng trực tiếp đến những sức khỏe chúng ta hàng ngày mà chúng ta không biết. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rất là rõ là sức khỏe thì dựa vào ai, đúng không ạ? Rất nhiều người mà trước đây Tùng cũng luôn luôn nghĩ là có vấn đề gì chúng ta sẽ đi viện, đi bác sĩ, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phát hiện ra là chữa bệnh thì dựa vào bác sĩ. Khi chúng ta bị bệnh rồi thì rõ ràng chúng ta sẽ phải gặp bác sĩ. Nhưng rõ ràng cuộc sống chúng ta đâu phải lúc nào cũng bị bệnh, đúng không ạ? Lúc chúng ta khỏe chúng ta dựa vào ai? Đó chính là chúng ta phòng bệnh, chúng ta dựa vào bản thân. Khi chúng ta chưa bị bệnh thì chúng ta hãy hãy phòng nó, và chính cái phòng bệnh này nó là dựa vào bản thân chúng ta chứ không phải là vấn đề của bác sĩ. Vậy thì chúng ta hãy nên cho mình tâm thái được phòng bệnh để hơn đi chữa bệnh, đúng không ạ? Vì khi chúng ta đã xác định bị bệnh để đi chữa thì lúc đó chúng ta giao cái sinh mạng của chúng ta cho một người mà đôi khi họ cắt, họ làm bất kỳ việc gì đó chúng ta cũng đành lòng, chúng ta không làm cách nào khác. Vậy thì ở vấn đề sức khỏe nó là như vậy. Thì những yếu tố nào ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe? Để chúng ta biết được là chúng ta xem những yếu tố nào liên quan đến sức khỏe của chúng ta, để từ đó chúng ta sẽ điều chỉnh theo, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Đầu tiên chính là lối sống lành mạnh. Ở đây là điều rất là quan trọng. Lối sống lành mạnh nó gồm những cái gì ạ? Tinh thần lạc quan, đúng không ạ? Tinh thần lạc quan. Thứ hai, ngủ nghỉ đúng giờ. Và thứ thứ ba là gì ạ? Thói quen ăn uống luôn luôn tích cực lạc quan. Hai hôm nay Tùng gặp một em, Tùng rất là vui gặp em, lúc nào cũng tích cực lạc quan, tươi cười, dù công việc đang rất nhiều khó khăn nhưng mà luôn luôn cũng vui vẻ tích cực lạc quan. Và Tùng nói là với cái tinh thần tích cực lạc quan này thì nhất định em sẽ rất là thành công trong cuộc sống. Và ngủ nghỉ đúng giờ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ biết những thời gian nào chúng ta nên ngủ nghỉ, tí Tùng chia sẻ ở phần sau. Và thói quen ăn uống, chúng ta biết được là nên ăn những cái gì và ăn vào những giờ nào thì tốt cho sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể dục thể thao, đúng không ạ? Trước đây thực sự là cô ba anh chị là Tùng cũng cũng cậy là mình là còn trẻ nên là cũng không để ý nhiều đến khoản thể dục thể thao này. Nhưng sau khi mà học bắt đầu vấn đề về sức khỏe rồi thì mới phát hiện ra là thể dục thể thao nó phải tích lũy hàng ngày, chúng nó không giữ gì cho chúng ta cả đời, không cần chỉ cần tập một lần. Nên là chúng ta hãy tập luyện hàng ngày để cho cơ thể nó được linh hoạt hơn và được massage toàn thân cơ thể, và sau đó thì khí huyết lưu thông, nên cái điều này rất là quan trọng. Và cái yếu tố thứ ba đó chính là dinh dưỡng hợp lý. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng ở đây những yếu tố tạo ra sức khỏe. Tinh thần lạc quan chúng ta có thể chủ động, ngủ nghỉ đúng giờ chúng ta cũng thể quyết định, thói quen ăn uống chúng ta cũng thể quyết định, thể dục thể thao chúng ta cũng có thể quyết định. Duy nhất đó là dinh dưỡng hợp lý là chúng ta chưa biết nó như nào để có thể giải quyết được vấn đề đó hay không. Nhưng rõ ràng ba yếu tố thì hai yếu tố đã là do chúng ta kiểm soát được. Vậy nên không có lý do gì chúng ta lại để ảnh hưởng sức khỏe của mình bởi phụ thuộc vào những yếu tố mà chúng ta có thể kiểm soát được. Vậy thì dinh dưỡng nó là gì, đúng không ạ? Khi chúng ta sinh ra chúng ta là một em bé, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy được là để chúng ta trưởng thành thì trong quá trình từ bé đến trưởng thành này, chúng ta đó là quá trình chúng ta ăn uống để phát triển để trưởng thành, chứ không có trong chúng ta có ai đó uống viên thuốc nào để lớn cả, đúng không ạ? Vậy thì dinh dưỡng chính là những cái bữa ăn hàng ngày của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta hiểu một cách đơn giản là dinh dưỡng nó gồm những cái gì. Đó là bữa ăn của chúng ta, nó gồm gì? Gồm tinh bột, nó là gồm gì? Gồm đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất, chất xơ và nước. Đó, tất cả những cái chúng ta ăn trong bữa cơm nó chúng ta đưa vào, đó là vitamin, đó là chất dinh dưỡng, đó là những cái chúng ta cần vào để nuôi cơ thể chúng ta. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ là thành phần cấu tạo nên cơ thể chúng ta nó gồm những cái gì. Chúng ta có thể biết rất nhiều thứ nhưng đôi khi chúng ta lại không biết được chính cơ thể chúng ta là gì. Chúng ta mua cái điện thoại, mua cái tivi đều có hướng dẫn sử dụng, đúng không ạ? Nhưng cơ thể chúng ta thì chúng ta sẽ đôi khi còn không biết điều này. Vậy chúng ta sẽ thấy rất là rõ cơ thể chúng ta nước chiếm 60%, đạm hay là protein chiếm 20%, bột đường chiếm 2%, lipid chất béo chiếm 15%. Bột đường chiếm có 2% thôi nhưng rõ ràng chúng ta đang lạm dụng và dùng rất là nhiều, đúng không ạ? Vitamin 1%, đúng không ạ? Khoáng chất 2% và chất xơ thì không có phần trăm nào hết nhưng cũng rất quan trọng vào đường tiêu hóa. Đây đây chính là những cái mà cấu tạo nên cơ thể của chúng ta,
Nó gồm những cái chất chúng ta ăn vào thôi ạ. Vậy thì vì sao cơ thể chúng ta cần dinh dưỡng? Rất nhiều người hỏi, thế tại sao tôi lại phải phải dùng dinh dưỡng? Đúng không ạ? Vì dinh dưỡng nó sẽ giúp chúng ta trao đổi chất. Đúng không ạ? Nó giúp chúng ta trưởng thành từ một cậu bé, từ một người nhỏ, từ một người bé. Chúng ta dần dần ăn uống vào, chúng ta sẽ phát triển và trưởng thành lên theo thời gian. Và đặc biệt là bổ sung năng lượng nữa cho cơ thể chúng ta để chúng ta hoạt động đó, và phục hồi những tế bào bị hư hỏng. Anh chị sẽ thấy một cái điều rất là hay. Khi chúng ta bị đứt tay, tự cơ thể chúng ta làm lành, chứ không có bác sĩ nào làm chúng ta lành được cả. Thậm chí khi Tùng đã bị gãy xương ngón tay, tự cơ thể chúng ta làm lành cái xương đó, cơ thể Tùng làm lành cái xương đó, chứ bác sĩ không có làm cái gì uống vào phát để lành ngay cái xương đó cả. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng những tế bào của chúng ta nó bị hư hỏng thì chúng ta cần phải có sự phục hồi, và đó chính là những cái dinh dưỡng chúng ta ăn uống vào để phục hồi cho tế bào nó phục hồi tốt nhất. Vậy thì chúng ta sẽ biết một chút về thông tin con người. Chúng ta sẽ giật mình anh chị ạ. Thứ nhất, anh chị sẽ thấy là cơ thể con người được cấu thành từ hơn 60.000 tỷ tế bào. Mỗi ngày có khoảng 4 tỷ tế bào chết đi và sinh ra. Anh chị thấy kinh khủng không ạ? 60.000 tỷ tế bào, mỗi ngày có 4 tỷ tế bào chết đi và sinh ra. Và tế bào dạ dày thì 7 ngày thay mới một lần. Đó, dạ dày của chúng ta thì cứ 7 ngày họ thay mới, thay tế bào một lần. Tế bào da là 28 ngày thay mới một lần. Tế bào gan 180 ngày thay mới một lần. Và đặc biệt là tế bào hồng cầu 120 ngày thay mới một lần. Anh chị thấy không ạ? Nhưng cái kinh khủng nhất đó là tế bào xương 75 thay mới một lần. Chính vì vậy nên là những người nào nó bị xương khớp ấy, thì anh chị ơi, hãy xác định với họ một điều là không thể nào ngày 1, ngày 2. Nên tất cả những người mà uống thuốc xương khớp bảo ôi tôi uống phát 1-2 bữa tôi khỏi ngay, tôi hết rồi, tôi không bị đau nữa. Xin thưa các anh chị 100% đó là những cái chất giảm đau, giúp anh chị đỡ đau. Vì một nguyên lý rất đơn giản là cái tế bào xương đó trong vòng 7 năm nó mới thay vòng một lần. Đó, chứ nó không phải ngay ngày 1, ngày 2 được. Nên Tùng rất hiểu vấn đề những người bị xương khớp. Đó là vấn đề rất lâu và trường kỳ, anh chị ạ. Và tế bào được cấu thành từ các hỗn hợp của protein, lipid, glucid. Do đó cơ thể cần dinh dưỡng để phát triển và duy trì sự sống. Nên là chúng ta biết lý do tại sao chúng ta cần phải dinh dưỡng, đúng không ạ? Vì hàng ngày tế bào nó sinh ra và chết đi. Vậy thì những tế bào nó sinh ra đó mà được bổ sung những chất dinh dưỡng tốt nhất thì nó sẽ sinh ra những tế bào tốt nhất, thì cơ thể chúng ta sẽ có những bộ phận tốt nhất và chúng ta có sức khỏe tốt nhất. Một cái nữa đó là giờ sinh học của cơ thể. Vừa rồi chúng ta thấy được là ngủ nghỉ đúng giờ, đúng không? Vậy thì tại sao nhất thiết phải ngủ nghỉ đúng giờ? Anh chị sẽ thấy được là gì? Từ 23 giờ đến 1 giờ là giai đoạn mà gan cần được thải độc. Gan nó thải độc. Chính vì vậy chúng ta cần phải được nghỉ ngơi. Nên rất nhiều người hay ăn đêm thì thực sự cô bác anh chị rất tội cho cái gan của chúng ta. Nó phải hoạt động. Một cái cỗ máy khi nó làm việc nó phải liên tục, nó phải có một thời gian được nghỉ ngơi, nó phục hồi. Đặc biệt cái gan là cái lợi bộ phận rất là quan trọng, một người tổng quản trong cơ thể chúng ta, lọc máu. Vậy thì chúng ta cho nó nghỉ ngơi thì nó sẽ lọc tốt hơn và nó lọc được những cái độc tố tốt hơn. Nên là nhất định là từ 23 giờ đến 1 giờ hãy cho gan chúng ta được nghỉ ngơi. Nên hạn chế ăn đồ béo vào buổi chiều, vào tối để cho gan được nghỉ ngơi sớm hơn và ngủ đúng giờ. 1 giờ đến 3 giờ là thời gian thải độc của mật, anh chị nhé. 3 giờ đến 5 giờ là tủy sống tạo máu và phổi bài độc bài độc. Nên anh chị sẽ thấy là thỉnh thoảng có những người họ hay ho, bật ra ho ở những thời điểm này. Đó là họ bật ra những cái độc tố ho, là đẩy độc tố ở trong phổi của chúng ta. 5 giờ đến 7 giờ là giai đoạn mà ruột già chúng ta thải độc. Vậy nên để một người có đường tiêu hóa tốt ấy, thì từ 5 giờ đến 7 giờ thì chúng ta lại là giai đoạn mà chúng ta lên đi đại tiện là tốt nhất. Giai đoạn đó chúng ta đẩy những độc tố đi theo đường đại tràng đó để đi ra ngoài, đi toilet. Và 7 giờ đến 9 giờ là thời điểm ruột non tốt nhất để hấp thu dinh dưỡng. Chính vì vậy nên chúng ta thấy được là bữa sáng nó rơi từ 7 đến 9 giờ rất là quan trọng. Vì đây là giai đoạn tốt nhất để ruột non của chúng ta hấp thu được những cái chất dinh dưỡng mà có thể nuôi cơ thể chúng ta để có những tế bào tốt nhất. Và 21 giờ đến 23 giờ đó là thời gian để hệ miễn dịch được thải độc. Thì chúng ta còn cố gắng cần được nghỉ ngơi một chút. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng. Nếu chúng ta tuân thủ những cái thời gian này thì những cái nội tạng chúng ta được nghỉ ngơi, được phục hồi và được tốt nhất. Đó. Vậy thì chúng ta lại sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa. Cơ thể chúng ta thì rốt cuộc là cần những cái gì? Đúng không ạ? Dinh dưỡng rồi, đúng không ạ? Nhưng chi tiết hơn một chút nữa. Thì chúng ta sẽ thấy được là gì? Cơ thể chúng ta rất cần đó là đạm. Đạm hay protein như thịt cá, trứng sữa, đúng không ạ? Thì cái đạm này nó gồm những cái gì? Nó chính là những viên gạch để xây dựng lên sườn của một ngôi nhà. Chúng ta tưởng tượng như cơ thể chúng ta là một ngôi nhà. Đúng không ạ? Thì sẽ có những người khỏe, có những người rất khỏe và có những người yếu, có những người rất yếu, đúng không ạ? Thì có những ngôi nhà như là ngôi nhà cấp 4
ngôi nhà 2-3 tầng, có những ngôi nhà 10 tầng, có những ngôi nhà rất là chắc khỏe, có những ngôi nhà để liêu xiêu lẹo vẹo đúng không ạ? Thì protein là những viên gạch xây dựng lên sườn của những ngôi nhà. Đấy. Vì xây dựng lên tế bào của cơ thể chúng ta nên protein nó rất là quan trọng. Cái nữa nó là chất béo omega 3. Đúng không ạ? Chất béo chúng ta ăn nó là omega 3. Thì cái chất béo omega 3 này á, nó giống như một nguồn điện năng, năng lượng sống trong ngôi nhà. Một ngôi nhà bây giờ mà không có điện thì anh chị thấy tưởng tượng chuyện gì xảy ra đúng không? Và tốt nhất cho tim mạch và não bộ của con người. Đấy, đấy là cái rất là quan trọng đúng không? Vitamin khoáng chất. Đây ạ, Tùng nói hay ví là nôm na là nó là chất kết dính gắn chặt những viên gạch lại với nhau. Những viên gạch xếp lại với nhau mà không có chất vữa để dính lại thì rõ ràng là cũng dễ đổ đúng không ạ? Thì vậy thì đạm chúng ta ăn vào nó chuyển hóa đúng không ạ? Thì vitamin khoáng chất chính là những chất xúc tác xảy ra những phản ứng chuyển hóa. Tại sao chúng ta ăn miếng thịt lợn, thịt gà vào trong người chúng ta mà lại không thành thịt gà, thịt lợn mà lại thành nó lại thành những chất dinh dưỡng để hấp thu, đúng không ạ? Thì những cái chuyển hóa đó sẽ được những cái vitamin khoáng chất này, nó chính là chất xúc tác xảy ra những phản ứng chuyển hóa, nó kết hợp với dinh dưỡng đa lượng protein omega 3 và thực hiện hàng trăm các hoạt động sống. Nên là cái vitamin khoáng chất này tuy rằng nó nhỏ nhưng nó rất là quan trọng đó. Và dưỡng chất thực vật, cái đây là một cái từ mà gần đây sau khi Tùng biết đến thương hiệu Nutrinite, và đặc biệt là Tùng được học viện dinh dưỡng, Tùng mới hiểu dưỡng chất thực vật nó là cái gì. Đôi khi chúng ta không hay nhìn đến thì dưỡng chất thực vật đấy, nếu như ngôi nhà chúng ta thì chúng ta hiểu nôm na đó là cái lớp sơn bên ngoài để bảo vệ ngôi nhà tốt hơn. Nếu ngôi nhà chúng ta không sơn ấy, thì mưa nắng một thời gian dài nó sẽ bị gạch sẽ bị ảnh hưởng đúng không, sẽ bị mủn ra đúng không, thì đây là cái lớp sơn bao bên ngoài. Vậy thì nó giống như những vỏ cây, tất cả các loại cây, hoa quả, lớp vỏ bên ngoài là cái lớp bảo vệ tốt nhất. Đây chính là dưỡng chất thực vật chống oxy hóa vô cùng hiệu quả. Chúng ta tưởng tượng giống như quả chanh, nếu chúng ta để nguyên vỏ thì lâu hỏng. Nhưng nếu như chúng ta gọt vỏ đi thì vài hôm sau nó sẽ hỏng ngay. Đúng không ạ? Và đó chính là tất cả những lớp vỏ là lớp bảo vệ, lớp chống oxy hóa tốt nhất. Thì đó chính là dưỡng chất thực vật, giúp cho cơ thể chúng ta được chống oxy hóa rất là mạnh. Đó, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là tầm quan trọng của vitamin khoáng chất. Vừa rồi Tùng đã nói là tầm quan trọng của vitamin khoáng chất đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là cụ thể hơn là gì? Thiếu vitamin khoáng chất được gọi là nạn đói tiềm ẩn. Nó có thể gây ra rất nhiều bệnh. Bệnh máu xấu, chứng quáng gà, loét miệng, bệnh biếu cổ, loãng xương, rất rất nhiều những bệnh. Nhưng cái câu chuyện đặt ra ở đây á, là chúng ta đói thì chúng ta cảm nhận được ngay. Giống như cái xe máy, chúng ta hết xăng, chúng ta không đi được, chúng ta phải đổ xăng và chúng ta đi được. Vitamin khoáng chất Tùng hay ví nó giống như là dầu rin, dầu nhớt ở xe máy ấy. Anh chị tưởng tượng là thường thường cái xe máy mới chúng ta mua về, nếu như anh chị nào đều cứ 1.000 cây hoặc là 1.500, chúng ta thay dầu liên tục ấy. Cái lúc thay dầu thì dầu vẫn còn, tại sao chúng ta thay? Vì chúng ta muốn bảo dưỡng cái xe tốt hơn. Và những người nào thay liên tục đều như vậy ấy, thì cái xe đó đi rất là tốt và lâu hỏng. Nhưng những người nào á mà họ đi họ không quan trọng cái đó, đến 2.000 cây họ vẫn còn chưa thay, 2.500 họ vẫn chưa thay, thì anh chị tưởng tượng cái lean nó ít đi nó vẫn đi được. Nhưng đứng đến một lúc mà hết sạch lean ấy thì cái xe máy sẽ hỏng luôn. Và cái xe nó rất là tã nhanh. Đó thì cái vitamin khoáng chất nó giống như cái dầu nhớt như vậy, nó không có báo hiệu chúng ta biết là chúng ta thiếu. Nhưng chúng nó sẽ biểu hiện ra bằng những cái triệu chứng, những cái biểu hiện. Ví dụ tê mỏi chân tay. Ví dụ hơi đau đầu chóng mặt. Ví dụ ngồi dậy đứng lên chóng mặt, đúng không ạ? Ví dụ như là mỏi xương khớp, đó là những dấu hiệu thiếu vitamin và khoáng chất. Anh chị ạ, cơ thể chúng ta họ đều báo hiệu hết đấy. Và anh chị sẽ thấy nữa, nguyên tắc để bổ sung dinh dưỡng rất là rõ ràng đúng không ạ? Bất kỳ một cái gì nó đều có nguyên tắc hết. Cơ thể chúng ta là một bộ máy kiện toàn và mọi thứ nó đều rất là hoàn hảo. Vậy thì nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng thì thứ nhất là chất lượng, là chất lượng tốt. Vì chúng ta tưởng tượng là những cái thực phẩm chúng ta ăn vào á, nếu như nó không tốt, ví dụ thực phẩm nhiễm nấm mốc và nhiễm những độc tố vô hình chung chúng ta ăn vào, chúng ta sẽ nhiễm cái điều đó đúng không ạ? Vậy nên chất lượng thực phẩm nó là phải tốt, thực phẩm phải có chất lượng tốt đã. Nguyên tắc thứ hai để bổ sung dinh dưỡng là gì ạ? Tỷ lệ cân bằng. Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Giống như chúng ta ăn quá nhiều tinh bột cũng không tốt. Chúng ta ăn quá nhiều đạm cũng không tốt. Mà ăn quá nhiều rau cũng không tốt. Đúng không ạ? Một ngôi nhà thật là đẹp khi nó có bản thiết kế nó phải có những cái tỷ lệ. Đúng không ạ? Xi măng, cắt, cát với cả thép nó phải hợp lý theo một tỷ lệ cân bằng thì ngôi nhà nó sẽ đẹp được. Chứ không thể nào ngôi nhà toàn bằng sắt hay là toàn bằng mỡ. Đúng không ạ? Vậy nên tất cả mọi thứ nó phải theo tỷ lệ nhất định. Và bổ sung nữa đó là kịp thời. Như Tùng vừa nói đúng không ạ? Nếu như cái xe ô tô mà hết xăng thì chúng ta sẽ không làm gì được đúng không ạ? Nên là chúng ta phải đổ xăng kịp thời để chúng ta đi.
tiếp. Còn nếu như mà ô tô mà hết xăng rồi mà nó không có cây xăng ấy, thì anh chị ơi phải dắt ô tô được, dắt kiểu gì bây giờ đây, đúng không ạ? Và anh chị sẽ thấy không ạ, chúng ta các chất dinh dưỡng ấy, nó có sự dự trữ nhất định trong cơ thể chúng ta, nhưng khi cạn kiệt dinh dưỡng ấy, không kịp thời bổ sung ấy, cơ thể sẽ trở nên yếu ớt, đồng thời sinh ra các bệnh, đúng không ạ? Nên là tại sao chúng nói là dầu huyên hơi ít đi một chút, 1.000 cây, 1.500, 2.000 vẫn đi được, nhưng nó ít đi, dầu huyên ít dần, ít dần, ít dần, đúng không ạ? Và cơ thể chúng ta cũng vậy. Sắt nó dự trữ khoảng trong vòng trong cơ thể chúng ta 1 năm, ví dụ thế. Thì nhưng mà vấn đề là nếu như hết rồi thì nó lấy đâu ra mà dự trữ, thì lúc đó nó sinh ra những vấn đề khi mà thiếu cái sắt đó. Và cần cảnh giác với những tín hiệu phát ra từ cơ thể, như Tùng vừa nói lúc nãy, đúng không ạ? Cơ thể chúng ta đều phát ra những tín hiệu như chuột rút, chóng mặt, mỏi xương khớp, nên là chúng ta chỉ cần để ý là chúng ta đã biết là chúng ta đã thiếu chất gì hay không. Mà chúng ta sẽ lướt qua một chút các vị tiền bối. Đây là những ông tổ của ngành y học, họ nói gì ạ? Đầu tiên là ông tổ của ngành y học thế giới, đúng không ạ? Thì ông có nói là gì ạ? Ông nói là hãy để thức ăn là thuốc, và thuốc phải là thức ăn. Anh chị thấy không ạ? Ông tổ của nền y học thế giới, ông đã từng nói như vậy. Mà ở Việt Nam mình thì sao ạ? Hải thượng ông có nói câu là gì ạ? Là gì ạ? Vạn bệnh vào từ miệng. Mà Tùng hay thích một cái đó là gì? Chính cái trong cái bếp của chúng ta, nó chính là một người bác sĩ. Vì nếu chúng ta biết ăn uống tốt, những cái gì cần ăn, ăn đúng, ăn đủ, ăn sạch, ăn khỏe, thì chúng ta sẽ có một gia đình có sức khỏe tốt. Còn nếu không, thì chính cái từ đó nó sẽ làm ra gia đình chúng ta, thứ nhất là suy dinh dưỡng, thứ hai là béo phì, thứ ba là sinh ra những vấn đề về sức khỏe thông qua cái bếp của chúng ta. Nên cái bếp rất là quan trọng. Vậy thì tầm quan trọng của bữa sáng. Tại sao lại nói là bữa sáng? Vì anh chị có biết ạ, từ 7 giờ đến 9 giờ là giai đoạn mà ruột non đã hấp thu tốt nhất các chất dinh dưỡng trong một ngày. Và bữa sáng chính là bữa mà các vị y học hãy nói là gì? Bữa sáng ăn cho chính chúng ta. Bữa trưa thì ăn cho bạn. Và bữa tối là ăn cho kẻ thù. Nhưng chúng ta sẽ thấy là rất là rõ là đôi khi sáng thì dậy muộn quá là vội vội vàng vàng, ăn ào ào đi. Trưa thì cũng ăn ở văn phòng ào ào. Và khi chiều về thì cả gia đình quây quần bắt đầu đi chợ mua sơn hào hải vị về và tập trung ăn ở bữa tối. Và sau đó thì lăn kềnh ra để xem tivi và đi ngủ. Mà sáng sau lại tiếp tục. Vậy thì tất cả những cái đó nó ảnh hưởng sức khỏe ra sao? Đúng không ạ? Tầm quan trọng của bữa sáng đó là muốn duy trì sức khỏe tối ưu, về cơ thể cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Anh chị thấy không? Quyết định năng lượng hiệu quả công việc trong một ngày của chúng ta đó chính là bữa sáng. Ảnh hưởng đến tư tưởng, hành vi, cảm xúc trong một ngày. Đúng không ạ? Đôi khi mệt quá, tụt huyết áp còn làm sao mà vui vẻ được nữa, đúng không ạ? Lượng đường gluco trong máu đủ mới có thể đáp ứng được năng lượng và các tế bào cần thiết, thì cơ thể người chúng ta nó mới hoạt động năng lượng và chúng ta trông một cơ thể một ngày đầy sức sống, đúng không ạ? Và anh chị thấy không ạ? Rất nhiều những cái nguy hại liên quan đến khi chúng ta bỏ bữa sáng. Anh chị sẽ thấy là ôi dồi, nhanh già, mệt mỏi, dạ dày, sỏi mật, béo phì, tim mạch, suy dưỡng, táo bón, các bệnh mãn tính xuất hiện. Ô vậy thì hình như đây là một trong những nguyên nhân chính mà lâu dài sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề về sức khỏe của chúng ta. Vậy thì Tùng sẽ lướt qua một chút thôi, nhanh thôi anh chị ạ. Đó, nhanh già. Do không ăn sáng, cơ thể con người phải sử dụng glycogen và protein dự trữ trong cơ thể để hoạt động, làm cho bề mặt da của chúng ta sẽ bị khô ráo và mất đi dinh dưỡng, có thể xuất hiện những nếp nhăn và già đi. Đấy, anh chị thấy không ạ? Nên là những người mà không ăn sáng là không có đẹp đâu ạ. Và mệt mỏi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy rất là rõ rồi. Bỏ bữa ăn sáng khiến cơ thể quá trình trao đổi chất chậm lại và gây ra cảm giác uể oải, mệt mỏi. Đó, thì bắt đầu đến tầm tầm trưa 9 10 giờ nó bắt đầu nên mệt mỏi. Và do đó quá trình trao đổi chất diễn ra không thuận lợi và cơ thể chúng ta nó không có tỉnh táo được nữa. Nên là bữa sáng rất là quan trọng, đặc biệt nó là thức ăn giúp cho não bộ chúng ta hoạt động tốt hơn nữa và làm nhiên liệu năng lượng cho thực hiện các hoạt động trong một ngày của chúng ta. Do đó nên là hy vọng rằng các anh chị đừng nên bỏ bữa sáng, nó dẫn đến mệt mỏi và ảnh hưởng đến sự tập trung, tinh thần hưng phấn và trì trệ. Rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến cái việc chúng ta mệt mỏi và mất tập trung không qua ăn, không ăn sáng. Dạ dày, đúng không ạ? Dạ dày luôn liên tục co bóp, không tiết dịch vị ra và không có gì để tiêu hóa khi bỏ bữa sáng, thì dần dần dẫn đến viêm loét. Vì khi mà dạ dày axit dịch vị nó tiết ra, theo đến giờ nó tiết ra như vậy và dạ dày chúng ta liên tục nhào bọn như vậy, nhào trộn như vậy, không có cái gì để mà nó nhào trộn axit ra, thì nó sẽ làm cho là chúng ta chính cái những axit dịch vị nó tiết và làm loét những cái vết loét của dạ dày của chúng ta, lâu ngày dẫn đến là viêm loét dạ dày, anh chị ạ. Và sỏi mật, dịch mật trong túi mật trải qua một đêm chất lỏng, không ăn bữa sáng nó không tiết ra nữa,
thì lâu ngày dẫn đến két lại và dẫn đến sỏi mật đó và béo phì nữa chứ ạ. Bữa sáng có tác dụng đánh thức các bộ phận trong cơ thể sau một đêm dài cơ thể bị nhịn đói. Vì vậy nếu bỏ bữa sáng thì cơ thể mặc định là chúng ta đã đang ở xu thế là đói, nên là khi mà đói thì cái ăn vào nó hay tích mỡ lại trong cơ thể chúng ta. Nên là rất nhiều người là bắt đầu kiểm soát cân nặng thì bắt đầu nhịn, đúng không ạ? Thực sự cô và anh chị ạ, đây là một cái chủ đề hôm nào đó có thời gian chúng ta chia sẻ sâu hơn. Cái nhịn là cái cực kỳ nguy hiểm và nó lại có liên quan đến là mình còn lên cân nhiều hơn. Nên nhiều người bảo út tại sao tôi hít không khí, tôi không ăn gì cả mà tôi vẫn béo anh chị ạ, đó là vấn đề này. Và tim mạch đúng không ạ? Lý giải của bỏ bữa ăn sáng là có thể gây hạ đường huyết, dễ bị tăng huyết áp dẫn đến tắc động mạch. Điều này đồng nghĩa với việc là tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch mãn tính và dẫn đến đột quỵ và suy dinh dưỡng, đúng không? Thì đúng rồi, vì giai đoạn buổi sáng là hấp thu tốt nhất chất dinh dưỡng trong một ngày, chúng ta không ăn thì lấy đâu ra chất dinh dưỡng tốt trong cơ thể chúng ta nữa, thì dẫn đến suy dinh dưỡng thôi, đúng không? Và táo bón không ăn sáng khiến năng lượng cao no và nước chất dinh dưỡng trong cơ thể bị suy giảm, dần dần mất đến mất cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể, lâu ngày không đào thải những độc tố và dẫn đến tình trạng táo bón. Họ đã chịu khoa học đã chứng minh rồi, việc thu nạp bữa sáng có thể giúp bạn loại trừ được chứng táo bón viến thâm. Nên là chúng ta hãy thay đổi một chút thói quen sinh hoạt để làm sao cho vấn đề táo bón được giải quyết. Vì tại sao lại nói vậy? Vì anh chị biết không, vấn đề táo bón rất là nguy hiểm. Khi cái cặn bã của chúng ta, khi chúng ta ăn đúng không, thức ăn vào đúng không, thì cuối cùng tất cả chất dinh dưỡng được hấp thu lại ở ruột non và một chút ở ruột già, sau đó sẽ đẩy tất cả những cặn bã đó, những cái độc tố đó được đẩy ra theo đường đại tiện. Nhưng nếu chúng ta bị táo bón, tức là nó sẽ không đẩy ra được, thì anh chị tưởng tượng những độc tố đó nó sẽ thấm ngược lại cơ thể chúng ta. Và nếu như chúng ta có những cái bị những cái polyp, những cái bị tổn thương ở đại tràng, lúc đó nó sẽ bị cà vào những cái phân này thì tỷ lệ gây ung thư rất là cao. Nên là tại sao những cái người mà bị theo đường đại tràng, đường táo bón á, thường thường tỷ lệ những người bị mắc mắc ca là tương đối cao anh chị ạ. Và các bệnh mãn tính xuất hiện thì bắt đầu công việc trong tình trạng đói mềm. Để có sức lực thì cơ thể phải huy động các tuyến như tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp hoạt động. Đó. Thì do đó thì chúng ta sẽ thấy được là các anh chị nghe rõ không ạ? Nghe rõ thì cho Tùng xin một tràng số 8 để chúng ta có năng lượng hơn được không ạ? Từ nãy giờ chúng ta nói chuyện qua Zoom thì cũng cần sự tương tác của mọi người một chút. Vâng ạ, cảm ơn ạ. Chúng ta cùng nhau tương tác một chút để chúng ta có năng lượng cho nhau, truyền cho nhau những cái năng lượng. Vâng, cảm ơn các anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Chúng ta cần ăn sáng, đúng không ạ? Nhưng câu chuyện đặt ra là chúng ta ăn cái gì đây? Khi mà thực trạng thực phẩm hiện nay thì đang ở dạng báo động rất là cao, đúng không ạ? Tất cả những thực phẩm bẩn đang tràn lan ở ngoài kia. Vậy thì chúng ta không ăn thì cũng ảnh hưởng sức khỏe, mà ăn những cái này vào cũng ảnh hưởng sức khỏe. Anh chị thấy rất rõ đúng không? Trời ơi, tất cả mọi thứ đều tăng trọng, phun thuốc, kích thích. Và anh chị tưởng tượng là nếu như họ ngày xưa, Tùng nhớ trước đây nhà Tùng cũng đã từng nuôi lợn. Một con lợn nuôi đến một năm mới được xuất chuồng và ăn cám, ăn cơm, ăn bèo. Thì bây giờ chỉ cần 3 tháng đến 4 tháng là có thể xuất chuồng với cân nặng, nặng hơn cả con ngày xưa một năm. Nhưng vấn đề câu chuyện đặt ra là thịt đó nó không còn chất độ thơm nữa rồi, chất dinh dưỡng nó không có nữa rồi. Và hôm qua con lợn vừa ăn tăng trọng xong thịt, thì cái thịt đó vẫn còn những cái dư lượng tăng trọng của đó. Chúng ta ăn, chúng ta sẽ có thành ăn tăng trọng luôn. Và tại sao bây giờ rất nhiều trẻ em dậy thì rất là sớm? Vì đơn giản là liên tục được ăn những cái tăng trọng đó, đặc biệt là ở trong sữa cũng có. Vậy thì chúng ta thấy được là đây chúng ta không mong muốn, nhưng mà do đất nước chúng ta đang ở giai đoạn là đất nước phát triển, chúng ta phải tiếp cận rất nhiều đến cái việc mà ăn những cái thực phẩm như vậy, nên nó không tránh được điều đó. Vậy thì tại sao cần phải bổ sung dinh dưỡng? Anh chị sẽ thấy được là chính vì những cái thực phẩm nó như vậy và những bữa ăn sáng chúng ta rất là tạm bợ như vậy, nên nó không đủ chất và nó thiếu gì? Thiếu vitamin, khoáng chất, chất xơ, nước, vận động. Và nó thừa cái gì ạ? Anh chị sẽ thấy là thừa chất bảo quản, đường, mỡ, độc tố, gốc tự do, stress, căng thẳng, áp lực công việc. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rất là rõ. Nên là bảo tại sao chúng ta rất muốn có sức khỏe tốt, nhưng rất khó. Nên tại sao Tùng vẫn nói là nhìn những các cụ bây giờ sống được 80, 90, nghĩ lại bảo không biết sau này mình có thể sống được đến vậy hay không. Vì các cụ được rất nhiều năm có sự dùng thực phẩm sạch, nhưng mình bây giờ thì đẻ ra nó bắt đầu những thực phẩm không tốt rồi, thì tuổi thọ chắc chắn nó sẽ không còn nhiều nữa, đúng không? Và dinh dưỡng giúp bài trừ độc tố, tu bổ tế bào để cơ thể có thể khỏe mạnh, cần dinh dưỡng chứ không phải cần thuốc. Thuốc để chữa bệnh, Tùng đồng ý.
nhưng cần dinh dưỡng để tu bổ những tế bào trong cơ thể chúng ta. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là tại sao lại phải bổ sung dinh dưỡng, đúng không ạ? Theo Tổ chức Y tế Thế giới, cần cung cấp cho cơ thể 5 đến 9 khẩu phần, 400 gram trái cây và rau củ mỗi ngày. Bạn có biết lý do tại sao không? Bởi vì trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn cho hôm nay, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và nguồn năng lượng của cơ thể. Trái cây và rau củ giúp bạn có sức khỏe tốt hơn trong tương lai, chung giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Tại sao cần dưỡng chất từ thực vật? Bạn có biết trái cây và rau củ chứa các thành phần có giá trị dinh dưỡng rất cao, được gọi là dưỡng chất thực vật, phytonutrient. Phyto theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là thực vật, nutrient có nghĩa là những dưỡng chất của sự sống. Mỗi màu sắc của thực vật đều đem đến những lợi ích cho sức khỏe, bao gồm trái cây và rau quả màu tím giúp tăng cường sức khỏe của não bộ, trái cây và rau củ màu cam tốt cho đôi mắt, trái cây và rau củ màu xanh tốt cho hoạt động của tế bào, trái cây và rau củ màu đỏ tốt cho sức khỏe tim mạch, trái cây và rau củ màu trắng giúp hỗ trợ sức khỏe xương và khớp. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải ăn đa dạng các loại trái cây và rau củ với khẩu phần hợp lý. Tại sao lại bổ sung dinh dưỡng? Khoảng 75% dân số thế giới không ăn đủ số lượng trái cây và rau củ như được khuyến cáo. Vì bận rộn, vì điều kiện môi trường làm giảm lượng dưỡng chất trong rau củ, sẽ có sự mất cân đối giữa những gì chúng ta ăn và những gì chúng ta cần ăn. Vậy làm sao để giải quyết sự mất cân đối này? Chúng ta có thể giải quyết dễ dàng thông qua việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng từ thực vật có chứa phytonutrient. Vâng ạ. Anh chị sẽ thấy đúng không ạ? 75% dân số thế giới đang thiếu vitamin khoáng chất. Vậy là làm thế nào để có một bữa sáng đủ chất, đơn giản, tốt cho sức khỏe? Đây sẽ là vấn đề rất là quan tâm của mọi người, đúng không ạ? Vậy thì bữa sáng hạnh phúc Happy Meal là cái bữa sáng mà Tùng thấy được đây sẽ giúp cho chúng ta giải quyết những vấn đề đó. Đó là gồm gì? Gia đình Tùng đang dùng đó là gì? Một hộp Bodyki, hai hộp chất xơ và một hộp protein. Anh chị ạ, đây là bữa chính là bữa ăn hạnh phúc, nó gồm những sản phẩm này. Vậy thì lợi ích của bữa ăn hạnh phúc đó là gì? Thứ nhất là cung cấp năng lượng cần thiết cho mỗi ngày, thay thế bữa ăn thay thế cân bằng dinh dưỡng, ít đường, ít béo. Anh chị sẽ thấy đúng không ạ? Vì trong này có vitamin E hỗ trợ cân bằng nội tiết, điều chỉnh hormone và giúp có làn da đẹp và mịn màng khi chúng ta dùng một thời gian. Đúng không ạ? Và chất xơ hỗ trợ cho đường ruột, đại tràng và nhuận tràng. Chúng ta thấy rất là rõ điều này. Hàm lượng protein chất lượng cao giúp tăng cơ và giảm mỡ. Đây cũng là vấn đề rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Những người là muốn tăng cơ giảm mỡ. Tiện lợi có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Và lysine là giúp nhũ tương hóa chất béo trong huyết quản và thanh lọc máu, làm máu mình sạch hơn trong một thời gian. Cung cấp 40 loại chất dinh dưỡng cần thiết để hoàn chỉnh phục hồi và phát triển các tế bào, chống lão hóa. Và đặc biệt hơn là cung cấp 17 loại dưỡng chất thực vật, những chất chống oxy hóa giúp cơ thể chúng ta chống lại lão hóa, chống lại các gốc tự do tấn công các tế bào và tăng cường sức đề kháng của hệ miễn dịch, giúp phòng chống được các bệnh mãn tính, thậm chí là cái thể ung thư. Vì gốc rễ của ung thư chính là những cái tế bào lạ, đúng không ạ? Gốc tự do tấn công thì đây chính là những cái chất mà chống lại những gốc tự do đó, đó là dưỡng chất thực vật. Vậy thì tiêu chí để chọn thương hiệu dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe là gì? Ở ngoài kia có rất nhiều những thương hiệu bổ sung vitamin khoáng chất, đúng không ạ? Và hôm nay Tùng sẽ đưa ra một cái tiêu chí của Tùng đứng trên góc độ một người liên quan đến chăm sóc sức khỏe chủ động. Đặc biệt hơn là Tùng tìm hiểu về một cái thương hiệu này. Và Tùng đã gia đình Tùng dùng gần 10 năm nay về một cái thương hiệu về dinh dưỡng. Và đây cũng là cái tiêu chí mà Tùng lựa chọn. Thì đây cũng là một cái góc độ, góc nhìn của anh của Tùng để cho anh chị có thể đánh giá, đúng không ạ? Thứ nhất là mình Tùng chọn đó là Nutrilite. Vậy thì tại sao chọn Nutrilite? Nutrilite là nhãn hiệu tiên phong về thực phẩm bổ sung dưỡng chất thực vật từ năm 1934. Với 80 năm dẫn đầu về khoa học và nghiên cứu, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng Nutrilite chứa những thành phần phytonutrient tốt nhất và hiệu quả nhất. Quy trình sản xuất độc quyền từ khâu chọn hạt giống đến thành phẩm của Nutrilite giúp đảm bảo cung cấp phytonutrient trong bột đông khô thực vật với hàm lượng cao.
giúp tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng cao và đáng tin cậy. Đó là cầu nối giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Nutrilite giúp mọi người có sức khỏe tốt hơn. Đó là lý do tại sao Nutrilite là nhãn hiệu vitamin và thực phẩm bổ sung dinh dưỡng bán chạy số 1 thế giới. Vâng, Tùng sẽ đi vào một chút chi tiết một chút về cái thương hiệu này để cho anh chị có những góc độ, góc nhìn tại sao lại là Nutrilite. Đây là một cái thương hiệu ra đời từ năm 1934 đến bây giờ là hơn 85 năm, đúng không ạ? Một cái thương hiệu rất là uy tín. Và đặc biệt hơn là tinh hoa từ khoa học, tinh túy từ thiên nhiên. Và một cái nữa đó là doanh số bán chạy số 1 thế giới hơn 13 năm liên tiếp. Anh chị sẽ thấy ở đây không có thể không phải là sản phẩm tốt nhất trên thế giới, nhưng rõ ràng doanh số bán chạy nhiều nhất, tức là doanh số bán nhiều nhất, lớn nhất, tuổi đời lâu nhất thì rõ ràng phải là nhiều người tin dùng nhất, đúng không? Vậy thì tinh túy từ thiên nhiên thể hiện qua những yếu tố gì? Đây là những cái lông trang hữu cơ, đúng không ạ? Được bộ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA họ đánh giá là hiện tại bây giờ trên thế giới có 3 nông trang hữu cơ ở một cái ở Mỹ, Mexico, Brazil, thì hiện tại Nutrilite phải sở hữu cả 3 cái này. Và hạt giống, từ hạt giống đến thành phẩm thì là một quy trình khép kín 9 bước, đúng không ạ? Dưới quy trình sản xuất khép kín nghiêm ngặt, đảm bảo là từ hạt giống đến thành phẩm đến tay người tiêu dùng chất lượng được đảm bảo. Và chứng nhận Nutricert đó là một cái chứng nhận mà dành riêng cho những nông trang mà ngoài 3 nông trang hữu cơ kia ra thì nó có những cái nông trang khác vì không thể đào đủ nguyên liệu cho rất nhiều quốc gia trên thế giới như vậy. Thì Nutrilite họ kết hợp với cả những cái nông trang khác để tạo ra những nguyên liệu đó, nhưng phải theo tiêu chuẩn Nutricert, là một tiêu chuẩn mà tương xứng với cả tiêu chuẩn của nông trang hữu cơ của Nutrilite họ đưa ra, thì họ mới đảm bảo cái nguồn nguyên liệu đó. Và dưỡng chất thực vật thì đây chính là những nhãn hàng tiên phong đầu tiên mà đưa dưỡng chất thực vật vào những cái sản phẩm chống oxy hóa, bảo vệ sức khỏe. Và tinh hoa từ khoa học thể hiện qua ở gì ạ? Anh chị sẽ thấy rất là rõ, đó là viện nghiên cứu Nutrilite sở hữu khoảng 100 cái phòng thí nghiệm trên toàn cầu. Khi Nutrilite đưa bất kỳ một sản phẩm nào vào một quốc gia nào đó, họ sẽ nghiên cứu ở thị trường quốc gia đó để con người, môi trường, không khí, bệnh lý, để họ đưa những sản phẩm với những liều lượng và hàm lượng dùng phù hợp với người quốc gia đó. Vậy nên chúng ta sẽ thấy được là đôi khi hàng xách tay nó phù hợp cho quốc gia sở tại của họ chứ không phải là người chúng ta, đúng không ạ? Đặc biệt là ví dụ như từng nói là hàng châu Âu thì cái viên của người châu Âu nó sẽ khác hơn người châu Á. Người châu Âu họ ví dụ họ nặng 60 cân à 80 cân, người châu Á mình là Việt Nam mình là 60 cân thì cái hàm lượng nó sẽ khác nhau. Vậy nên là khi có những cái viện dinh dưỡng này thì họ nghiên cứu cho chính là người Việt Nam chúng ta. Và đội ngũ nhà khoa học và các chuyên gia hàng đầu trên thế giới, anh chị tưởng tượng là có 1.000 nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia nghiên cứu sản phẩm và 150 cái bằng sáng chế, những đột phá về công nghệ. Và tiên phong trong thực phẩm từ những dưỡng chất thực vật đưa vào đó để tạo ra một thương hiệu bán chạy số 1 thế giới. Và chúng ta sẽ thấy ở rất nhiều người bảo ôi thế thì tôi sẽ uống thuốc đúng không ạ? Những cái viên này giống viên thuốc. Xin thưa các anh chị, những cái thực phẩm của Nutrilite đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Và thực phẩm bảo vệ sức khỏe thì sử dụng như một phần của dinh dưỡng hàng ngày. Giống như chúng ta ăn một bữa chúng ta không đủ được chất, chúng ta bổ sung thêm. Vậy thì có nhiều người hỏi Tùng là nếu thế thì tôi không cần dùng được không? Được, nếu như anh chị đầy đủ chất, anh chị không thiếu chất, anh chị không cần phải dùng dinh dưỡng. Nhưng vì chúng ta trong bữa ăn chúng ta không đủ chất nên chúng ta sử dụng hàng ngày, và sử dụng hàng ngày theo liều lượng hợp lý, không cần sự chuẩn đoán và cho phép của bác sĩ. Thực phẩm nó rõ ràng nó liên quan đến vấn đề là sức khỏe. Nó ăn, có anh nào đi ra chợ và hôm nay tôi phải hỏi bác sĩ là tôi mua thịt hay mua cá về ăn không ạ? Đúng không ạ? Đó là chúng ta mua ăn bữa ăn hàng ngày và dùng để hỗ trợ sức khỏe cách tối ưu, ngăn ngừa bệnh lý. Nhưng nếu như thuốc, những viên thuốc bán ở cửa hàng thuốc thì câu chuyện đặt ra nó là khác, mà thuốc dùng để điều trị, đúng không? Một số bệnh nên chúng ta phải dùng theo chỉ định của bác sĩ, chứ không phải chúng ta thích tự tiện mua về để uống, thích thì uống hoặc là theo dược sĩ, đúng không ạ? Những người có trình độ, có khả năng để họ tư vấn cho chúng ta. Và thực phẩm chức năng đó là giao thoa giữa thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Vậy nên là chúng ta sẽ hiểu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của chúng ta nó là sản phẩm mà chúng ta không nhất thiết gì là chúng ta cứ phải là bác sĩ ơi tôi uống tôi đi ăn cái này được không, đúng không ạ? Vì đơn giản nó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chúng ta thiếu cái gì đó chúng ta có thể bổ sung thêm thông qua những chuyên gia về dinh dưỡng. Và sự khác biệt giữa Nutrilite thì anh chị sẽ thấy là vitamin khoáng chất ngoài thị trường với cả vitamin Nutrilite, đó chính là vitamin Nutrilite là có dưỡng chất thực vật, chất chống oxy hóa. Tùng sẽ thấy, anh chị sẽ thấy được là lướt qua một chút về cái dưỡng chất thực vật này. Cái này rất là hay và rất nhiều người không biết về cái dưỡng chất thực vật này.
bao gồm nhiều thành phần thực vật được có cấu trúc khác nhau và có khả năng tăng cường sức sức khỏe. Vậy nên là chúng ta cố gắng ăn được những lớp vỏ rất là quan trọng. Nhưng vấn đề sợ là lớp vỏ sẽ có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đúng không ạ? Vậy thì nếu như ngâm bằng cái nước tiểu chén distop thì chúng ta sẽ bóc được những thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật đi. Nhưng nhà Tùng bây giờ là ăn táo, là Tùng ngâm nước tiểu chén xong mà Tùng ăn cả vỏ luôn. Nhưng trước đây là không dám, nó toàn phải gọt vỏ. Đấy. Dưỡng chất thực vật có thể thay đổi quá trình trao đổi chất của tế bào liên quan đến việc cải thiện sức khỏe và bảo vệ, chống lại các vấn đề bệnh và mãn tính, gồm các nhóm chất rộng lớn và đa dạng được sản xuất và tích lũy trong các thực phẩm. Đấy, bao gồm trái cây, rau củ quả, một số lượng sản phẩm chất lượng cao. Anh chị thấy đấy không? Dưỡng chất thực vật nó rất quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Và như chúng ta đã biết đúng không ạ? Những màu sắc thì giúp cho chúng ta tốt cho những vấn đề sức khỏe. Màu trắng tốt cho xương đúng không ạ? Màu cam tốt cho mắt, màu đỏ tốt cho tim, tím tốt cho não và màu xanh tốt cho thị giác, sức khỏe, duy trì sự phát triển của tế bào. Nhưng chúng ta sẽ thấy được là 74% người không dùng đủ màu đỏ. Anh chị kinh khủng không? 76% người sử dụng không đủ màu tím, à một màu tím. Đấy. 65% sử dụng không đủ các loại trái cây màu xanh. 83% sử dụng không đủ màu trắng. Đúng không ạ? 80% sử dụng không đủ màu vàng. Anh chị thấy không ạ? Vì trong bữa ăn chúng ta thường thường chúng ta chỉ có một loại dạng màu rau thôi. Đó, chúng ta sẽ thấy là tại lý do tại sao đúng không? Mà chất dưỡng chất thực vật thì có cơ chế hoạt động hỗ trợ tinh vi. Anh chị thấy không? Hỗ trợ sức khỏe chúng ta, vô hiệu hóa các gốc tự do này. Đó, giữ cho sự tăng tăng sinh tế bào trong mức độ kiểm soát này, ức chế yếu tố gây ung thư. Tất cả những kiến thức này là Tùng được học từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Anh chị nhá, chứ không phải tự Tùng ghi ra những điều này đâu. Nên anh chị hãy an tâm, đây là những thông tin được kiểm chứng của các thầy cô viện dinh dưỡng. Vậy thì tại sao nên sử dụng bữa ăn hạnh phúc đơn giản, tiện, ngon, đủ dinh dưỡng, đúng không ạ? Tiêu hóa rất là tốt, sau 7 ngày sử dụng tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lượng, làm sạch đường tiêu hóa, 30 ngày tăng sức đề kháng rõ rệt. Tí nữa thì Tùng sẽ cho mọi người xem cái những cái hình ảnh mà Tùng chăm sóc mẹ Tùng ở giai đoạn vừa rồi, sau 6 tháng sử dụng thì thay thế mới các tế bào trong cơ thể chúng ta. Vậy thực phẩm đầu tiên đó là thực phẩm thay thế bữa ăn Buriki. Thì anh chị tưởng tượng một cái thực phẩm, một cái gói ấy thôi, nó gồm 12 loại vitamin, 10 loại khoáng chất, 5 gram chất xơ, 17 gram protein, cung cấp 205 kilo calo và cung cấp 6,5 gram chất béo. Thì nó gồm những gì ạ? Protein từ đậu lành, đậu lành phân nập. Đặc biệt của sản phẩm của chúng ta là sản phẩm low gen, tức là không biến đổi gen anh chị nhá. Cam kết luôn và xơ yến mạch. Chất béo từ dầu hướng dương và dầu hạt dừa, vitamin và khoáng chất. Anh chị thấy không? Một cái gói đó, nó là một, bản chất của nó là một cái gói bữa ăn thay thế cơ bản. Đấy. Và đây là một công thức độc quyền rồi. Thì dùng mục đích là giúp duy trì vóc dáng, đúng không? Và hạn chế cơn đói. Và thực phẩm protein. Thì đây là một sản phẩm mà thực sự các anh chị là khi lúc đầu học về protein đạm thì mình đã rất thích cái sản phẩm này rồi. Nhưng vừa rồi khi học một lớp về dinh dưỡng thì các thầy cô nhấn mạnh thêm nữa thì Tùng lại càng ấn tượng hơn với sản phẩm protein này. Protein bản chất của nó là nó gồm 20 loại axit amin, trong đó có 9 loại thiết yếu mà cơ thể mà mình không tổng hợp được. Thì cái protein quan trọng đó chính là phải đủ các 9 loại axit amin thiết yếu này. Nhưng mà cũng có rất nhiều protein đủ 9 loại axit amin thiết yếu. Nhưng câu chuyện đặt ra đó là gì? Không những đủ mà nó lại còn phải khớp với tỷ lệ axit amin cơ thể người mình cần. Và Tùng hay ví dụ anh chị tưởng tượng là cơ thể người mình giống như một cái ổ khóa. Thì có đôi khi một cái ổ khóa có thể có rất nhiều chìa đút được vào cái ổ khóa đó. Nhưng chỉ duy nhất một cái chìa sẽ mở được cái ổ khóa đó. Đúng là chìa của nó sẽ mở được ổ khóa đó. Thế thì những cái vitamin và khoáng chất này á, 9 loại axit thiết yếu này á, của cơ thể người mình ấy, nó phải theo tỷ lệ khớp với cơ thể người mình cần. Thì protein này cho mình cái điều đó. Bổ sung lúa mì là 10%, đậu Hà Lan là 7,5 và đậu nành là 80,6%. Và trong thực vật thì nó không có đủ, một loại thực vật không đủ được các loại axit thiết yếu. Chính vì vậy, những nhà khoa học Nutrien họ đã kết hợp ba cái loại này lại để tạo ra một cái hộp protein cung cấp cho chúng ta, đó là 9 loại axit amin thiết yếu theo tỷ lệ khớp với cơ thể mình cần. Nên chỉ số hấp thu broccol của protein này là 1. Và đây cũng chính là sản phẩm protein bán chạy số 1 thế giới. Tất cả những dòng số 1 này anh chị có thể kiểm chứng được tổ chức Odomoriter của anh, họ đánh giá dựa theo doanh số. Anh chị ạ. Đó, và một muỗng 10 gram thì có 8 gram đạm cao cấp.
Protein thì rất tốt đúng không ạ? Trẻ hóa giúp giảm nguy cơ tim mạch, duy trì xây dựng cơ, duy trì trọng lượng cơ thể và đặc biệt kiểm soát cơn đói. Và một sản phẩm thứ ba đó chính là bổ sung chất xơ, rau củ quả tự nhiên. Thì anh chị tưởng tượng là mỗi một viên nó cung cấp 170 mg xơ, trong đó thì 750 mg xơ không tan đến từ 13 loại có loại thực phẩm khác nhau. Và 750 mg đường FOS. Đây là chất xơ hòa tan, nó là prebiotic. Anh chị tưởng tượng trong đường ruột chúng ta phải có lợi khuẩn và hại khuẩn. Thì cái đây là chính là 750 mg prebiotic, nó là thức ăn của những con lợi khuẩn đường ruột chúng ta. Và theo tỷ lệ là 85-15, tức là 85 lợi khuẩn và 15 hại khuẩn, là lúc đó đường ruột của chúng ta là tốt nhất. Và khi đường ruột khỏe nhất thì cơ thể chúng ta sẽ quyết định 70% sức đề kháng liên quan đến đường ruột. Vậy nên đường ruột mà giải quyết được thì sức khỏe chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều, 70%. Đó, và 200 mg chất xơ chất xơ hòa tan. Đúng không ạ? Thì anh chị sẽ thấy. Và đặc biệt của chất xơ, nó là giúp hỗ trợ các chức năng tiêu hóa, giúp nhuận tràng, giảm táo bón, giảm cholesterol và ổn định đường huyết. Vậy anh chị thấy không? Một thương hiệu uy tín, nên là hoa hậu Đỗ Mỹ Linh là những người đại diện, cũng như là cả những hoa hậu có cuộc trong cuộc thi năm 2016 á, là họ đều được sử dụng sản phẩm Nutrilite này, họ được kiểm chứng được sử dụng luôn, và rất nhiều người trên toàn cầu sử dụng, và đặc biệt là hệ thống chúng ta cũng rất nhiều các anh chị đang sử dụng sản phẩm này từ cho gia đình của họ, vì đơn giản nó chỉ việc lắc lên là chúng ta có thể thành được ngay một cái gốc. Và bây giờ sẽ là cái phần mà Tùng chia sẻ một chút về chính là câu chuyện gia đình của Tùng. Thì xin thưa với anh chị là vừa rồi thì mẹ Tùng thì cũng có một chút vấn đề về sức khỏe, về đại tràng, và sau đó thì phải đi viện, và đây là lúc Tùng ở trong viện. Tùng mang đi dinh dưỡng là thực ra trong này nó có Double X, nhưng mà đổ hết vào một cái lọ vì không thể nào mang đi được quá nhiều lọ, và ba cái hộp protein đó chính là ba hộp Happy Meal đã xay và trộn vào đó, phyto lợi khuẩn, omega 3, gan đó, và Double X. Vậy thì anh chị ạ, và sau đó thì về thì Tùng dùng cái bộ này cho mẹ Tùng, đến bây giờ là rơi vào tầm 4 tháng một cái bộ sản phẩm này. Và bật mí với anh chị là khi mẹ Tùng vào viện á, trước khi vào viện á, thì 100% Tùng không dùng bất kỳ một cái gì khác, không có sữa, không có cháo, không gì hết, mà chỉ có Happy Meal. Và anh chị tưởng tượng là cứ tầm khoảng độ 2-3 tiếng Tùng lại pha 2 muỗng một lần, cứ 2-3 tiếng Tùng pha 2 muỗng một lần, nên là Tùng với Tùng không có số muỗng trong một ngày, mà cứ vài tiếng Tùng lại pha, cứ vài tiếng Tùng lại pha, cứ khoảng độ tầm 250 ml cho 2 muỗng, mà hơi sệt sệt một chút cho mẹ Tùng uống, và bà không có cảm giác đói, không có cảm giác thèm cái gì hết. Mà mẹ Tùng là cắt một cái đoạn đại tràng luôn, 76 tuổi. Và anh chị biết không, sau khi mà dùng rồi ấy, thì sức khỏe nó tốt, thì bắt đầu mới mổ đúng không ạ? Và khi mổ ấy, thì bà hồi phục rất là nhanh. Khi mổ là thứ hai thì bác sĩ họ bảo là ở cái khoa hồi sức tích cực này ấy, thì phải ở hết tuần, đến thứ hai tuần sau nữa mới được lên khoa 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 ở khoa ngoại ở trên, là khoa để mà chăm sóc. Nhưng anh chị tưởng tượng là đến thứ sáu thôi, từ mổ thứ hai đến thứ tư là các vết mổ đã khô khô lắm rồi, và đến thứ sáu thôi thì bác sĩ giật mình và quyết định cho nên chuyển lên khoa luôn, tức là đã nhanh hơn 3 ngày. Anh chị đến tưởng tượng được không? Và sau đó lên trên đó thì lên thứ sáu thì bác sĩ bảo là chắc phải ở đây hết tuần sau, và đến thứ hai tuần sau nữa thì mới được về. Thế nhưng anh chị tưởng tượng là đến thứ tư tuần sau thôi, thứ sáu đến thứ tư tuần sau thôi là mẹ Tùng nó được về nhà. Và ở trong viện thì bắt đầu Tùng bắt đầu được, lúc mà ở cái lúc bà đứng ở cái đầu giường kia là lúc đó là bà đã lên khoa rồi. Lên khoa rồi là lúc đó bắt đầu được vài ba hôm là bắt đầu Tùng bắt đầu cho bà tập tễnh, bắt đầu bà tập đi dần. Đó. Và sau đó mấy hôm sau là bà bắt đầu đi ra ngoài ban công để ngồi đánh răng. Anh chị thấy được không? Và về là không có dùng gì cả. Bác sĩ họ rất là tò mò. Họ bảo là ở nhà này không cho ăn gì à, hay sữa gì à, hay cháo gì à. Thì Tùng rất là tự tin, vì Tùng hiểu về dinh dưỡng, Tùng biết được cái gì tốt cho mẹ Tùng. Tùng cầm cái hộp protein nó lên, Tùng bảo đây em đang cho mẹ em dùng cái này, và họ không có nói làm gì nữa. Nhưng rất nhiều người thì không, đôi khi thấy như vậy là bắt đầu hỏi, anh ơi chị ơi uống cái này có được không, vì nguyên lý là khi mà nó uống được không thì bác sĩ họ đâu có bán cái đó, họ đâu có biết sản phẩm đó, thì họ sẽ bảo là không biết được, có thể họ sẽ bảo là cẩn thận đó, không uống được đâu hay nhiều đó, họ sẽ tư vấn cho mình những cái mà họ biết. Nhưng vì mình là người chuyên gia về dinh dưỡng, mình hiểu được cả những cái gì là dinh dưỡng tốt nhất. Và anh chị tưởng tượng là trong đó có protein của mình mà dùng với cái liều mà Happy Meal liên tục như vậy, không có vấn đề là ngày 1, 2 hay 3, 4, 5 muỗng. Vừa rồi chúng ta chia sẻ là có 4 muỗng, 5 muỗng, 6 muỗng.
như mẹ Tùng là rất là nhiều luôn, vì dùng nó thay luôn trong bữa ăn luôn, thì cái protein nó giúp cho lành lành những vết mổ cực kỳ nhanh luôn anh chị. Và anh chị tưởng tượng là về nhà Tùng đưa bà sang Tùng chăm sóc, và đến bây giờ là không có dùng bất kỳ cái gì là đạm bốn chân, thỉnh thoảng ăn một chút ức gà hoặc ăn hải sản là tôm, còn lại 100% vẫn cứ là Happy Meal, vẫn là dinh dưỡng. Thì anh chị tưởng tượng là từ cái lúc mẹ Tùng mổ đến sau đó một 30 ngày là mẹ Tùng đã có thể leo cầu thang từ tầng 2 lên tầng 4 để thắp hương. Đấy, mẹ Tùng theo đạo Phật nên là rất là sáng nào cũng lên thắp hương, được leo. Và sau đó thì 15 ngày sau là mẹ Tùng bắt đầu đi bộ đi chơi, anh chị thấy không? Đi bộ quanh đảo. Mà không ai có thể tưởng tượng là bà vừa mổ xong. Đó. Và sau đó thì 2 tháng là Tùng đã đưa bà về quê. Đó, 2 tháng là đã đưa bà về quê, có một cái rỗ là đưa bà đi ô tô chở bà về quê, đi về quê chơi mà mọi người không ai tưởng tượng được. Và đến bây giờ là 4 tháng thì đã lên được 2 cân. Và anh chị thấy không, chỉ có Happy Meal. Đến bây giờ thì bữa trưa và bữa tối thì ăn một cái bát cháo nhỏ, cháo trắng, cháo đỗ đen. Anh chị thấy không ạ? Sản phẩm nó cực kỳ tuyệt vời. Nhưng chúng ta dùng đúng, dùng đủ thì nó sẽ giúp cho chúng ta chuyển hóa những tế bào thay đổi liên tục. Và Tùng đang hy vọng 6 tháng nữa, tức là đến hết tháng 12 này Tùng sẽ đưa mẹ Tùng đi khám, khám lại xem sức khỏe thế nào. Vì thực sự là giai đoạn vừa rồi là mình 100% mình cứ Happy Meal để cho bà dùng. Và thực sự là bà thay đổi. Còn lại mình thì mình dùng không nhiều như bà. Ngày chỉ 3-4 lần. Đúng không? Có những hôm mệt thì có thể 4-5 lần. Nhưng bình thường không thì có thể chỉ 3 lần, 2 lần. Đôi khi mình công việc. Nhưng mà bà thì vừa rồi là liên tục rất là đều. Đó. Và anh chị đó. Và cái cách sử dụng bữa ăn ấy thì đây là cách sử dụng chung thôi. Để chúng ta thấy được. À, sáng chúng ta nên làm một cốc để kích hoạt những tế bào của nội tạng đúng không ạ? Một ly Happy Meal đúng không ạ? Đi nhậu thì có thể uống trước để hỗ trợ, để chống đau đầu đúng không ạ? Đỡ ảnh hưởng sức khỏe đúng không ạ? Và giúp cho chúng ta giảm hấp thu tinh bột. 4 ly Happy Meal một ngày giúp có thể làn da tốt hơn đúng không ạ? Nhưng Tùng vẫn nói rồi đó, đây là dùng bình thường. Còn nếu mà hỗ trợ giống như giai đoạn của mẹ Tùng thì chúng ta dùng không phải suy nghĩ nhiều với Happy Meal. Liên tục thì nó giúp cho chúng ta bổ sung liên tục những chất dinh dưỡng tốt nhất thì tế bào nó sản sinh ra tốt nhất và khỏe nhất. Đó, và đây là sản phẩm. Đó, anh chị thấy cũng được đúng không ạ? Rõ ràng là khi mình dùng thì sẽ có sự thay đổi. Đó, có thể là chưa không lâu, nó phải có thời gian. Nó có thời gian. Nhưng rõ ràng khi chúng ta thay đổi một cái thói quen sinh hoạt, ăn uống, ngủ gì nghỉ, ăn uống, dinh dưỡng, vận động, mọi yếu tố, đặc biệt là tinh thần, lạc quan, tích cực, vui vẻ, thì chúng ta sẽ thay đổi được chính cơ thể và vóc dáng chúng ta. Và phần của Tùng đến đây là kết thúc. Nhưng mà trước khi kết thúc ạ, thì Tùng sẽ mời lên một bạn để bạn ấy có thể giúp cho cô bác anh chị hiểu hơn về cái sản phẩm. Một cái sản phẩm mà bạn sẽ demo cho chúng ta nhìn thấy chất lượng của sản phẩm đó. Có được không ạ? Tùng sẽ mời bạn Thảo lên giao lưu với cô bác anh chị, được không ạ? Xin chào cô bác anh chị. Em tự giới thiệu, em tên là Thảo, đang ở Lai Châu ạ. Rất cảm ơn anh Tùng về và chia sẻ về bữa ăn hạnh phúc rất là tuyệt vời, đúng không cô bác anh chị? Và hôm nay Thảo sẽ chia sẻ cho cụ thể hơn về cái minh họa sản phẩm của các sản phẩm protein mà anh, trong cái bữa ăn hạnh phúc mà anh Tùng đã nhắc tới. Đây là protein từ thực vật của Amway. Thảo sẽ chia minh họa, làm một cái thí nghiệm minh họa cho cô bác anh chị thấy rõ hơn về cái tác dụng của protein đối với cơ thể của chúng ta. Cô bác anh chị đã biết rằng là cái ngoài cái việc cung cấp đủ đạm cho cơ thể của chúng ta ấy, thì khi mà bổ sung protein thì giúp cho cô bác anh chị đấy, chúng ta đấy là gì ạ, khỏe hơn, tràn đầy cái sức khỏe, và giúp cho anh chị đấy là có một làn da đẹp hơn, nội tiết tố tốt hơn, cơ chắc khỏe hơn, đúng không ạ? Trong này nó đã có in trong này rồi, cô bác anh chị có để ý không ạ? Này, rất là tốt cho hệ tim mạch này, cơ bắp và chống oxy hóa, đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái tác dụng đó ra ấy, thì khi mà chúng ta bổ sung protein từ thực vật này ấy, thì còn có một tác dụng khác nữa, đấy là trung hòa cái dịch, cái độ axit trong cơ thể của mình, và đặc biệt là cái axit dư thừa trong cái dạ dày của chúng ta, đặc biệt là rất là rõ đối với những người là đang bị đau dạ dày. Và Thảo sẽ minh họa một tác dụng đấy là trung hòa cái dịch axit trong dạ dày. Thảo sẽ đây là cái cốc nước không, Thảo sẽ cho cái nước lọc vào đây ạ, tượng trưng cho cái dạ dày của chúng ta. Trong dạ dày chúng ta là có axit đúng không ạ? Thảo sẽ lấy chanh này bắt vào đây. Này, Thảo sẽ dùng cái giấy quỳ, kiểm tra cái môi trường trong cái cốc nước này.
Anh chị thấy là dây quỳ nó chuyển sang cái màu gì ạ? Màu đỏ rồi đúng không ạ? Cho thêm nhé, mọi người thấy rõ hơn. Này ạ. Nó thả sẽ cho một muỗng protein. Một muỗng protein này vào cái nước này. Khuấy đều lên ạ. Tiếp tục là Thảo sẽ dùng lại cái giấy quỳ này để kiểm tra cái môi trường trong cái cốc nước này. Này, có bác anh chị thấy không ạ? Nó đã được trung hòa rồi. Cái giấy quỳ này nó không đổi màu nữa, tức là trong cái cốc nước này đã được trung hòa, protein đã trung hòa cái chanh trong cái cốc nước này rồi đúng không ạ? Vậy thì đối với lại những người mà đang bị đau dạ dày thì khi mà có bác anh chị cho họ uống một cái cốc nước ấm này, tầm 100 ml pha với lại một muỗng protein này ấy, thì là cho họ uống thì sau một lúc sau ấy thì họ cảm nhận rất là tốt, đấy là bụng họ sẽ êm ngay, không còn bị đau nữa, vì là cái lượng axit dư thừa trong cái dạ dày của họ đã được trung hòa, cho nên là họ sẽ không còn cảm giác đau. Và nếu như mà họ dùng lâu dài đang bị đau dạ dày mà dùng lâu dài cái protein này ấy, thì một thời gian dài thì họ sẽ kết hợp với lại cái việc đấy là ăn uống ngủ nghỉ đúng đủ giấc thì là cái bệnh dạ dày của họ sẽ được cải thiện rất là tốt, thậm chí là sẽ khỏi, vì cái protein này sẽ làm liền những cái vết thương vết loét trong cái dạ dày của họ đấy ạ. Và vậy thì một thìa đạm này sẽ cung cấp cho chúng ta đấy là cung cấp cho chúng ta đấy là 10 gram đạm. Vậy thì nhu cầu đạm trong một ngày chúng ta cần đấy là bao nhiêu là đủ? Vậy thì là nếu với những người mà không, những người bình thường, có thể chúng ta bình thường không có tập gym, không có tập thể thao với cường độ nặng ấy, thì một cân kg thể trọng sẽ cần đến là 1 gram đạm mỗi ngày. Với những người là 50 cân ấy thì cần 50 gram đạm, những người 60 cân thì cần 60 gram đạm mỗi ngày. Với thông qua 3 bữa ăn đấy, chúng ta sẽ cung cấp là thịt, cá, trứng, sữa và những loại hạt, những loại quả mà giàu protein ấy, thì chúng ta đã cung cấp cho mình đấy là 50 gram đạm mỗi ngày rồi, thì chúng ta có thể cung cấp thêm đạm từ thực vật bằng cách pha uống như thế này nữa, thì sẽ cung cấp đủ cái lượng đạm cần thiết cho chúng ta. Thảo đã là minh họa một cái thí nghiệm rất là rõ, thì cô bác anh chị thấy rằng là cái trung hòa cái axit dư thừa trong dạ dày của chúng ta như thế này, và chúng ta biết được là tại sao cần phải bổ sung đạm, cần phải bổ sung protein thực vật mỗi ngày thông qua cái bữa ăn đấy là bữa ăn Happy Meal mà anh Tùng vừa chia sẻ, thì sẽ có một cái sức khỏe tối ưu, sức khỏe rất là tốt, đúng không ạ? Và Thảo sẽ kết thúc cái bài, cái phần minh họa protein ở đây ạ. Mà anh Tùng. Cảm ơn anh Thảo rất là nhiều. Chúng ta đổ một tràng số 8 để cảm ơn anh Thảo đúng không ạ? Dạ, em cảm ơn ạ. Anh chị thấy tuyệt không ạ? Anh chị ơi, thực ra là protein của Amway thì rất là tuyệt. Rất là tuyệt ở cái chỗ là... Đợi chung một chút đâu ạ. Anh chị tưởng tượng là một muỗng protein đó tương đương với với cả lượng đạm của hai lạng thịt bò. Vậy thì hai lạng thịt bò chúng ta hiện tại bây giờ đang mua ngoài thị trường nó rơi tầm khoảng độ 50.000. Nhưng mà một muỗng đó thì nó chỉ có giá là 18.000, hơn 18.000 một chút, cứ tròn 19.000 đi. Anh thì mà lại tinh chất không đưa cholesterol và đảm bảo cho chúng ta có sức khỏe tốt hơn. Nên là chúng ta có sự lựa chọn của chúng ta, đúng không ạ? Vâng, phần chia sẻ về cái bài về chăm sóc sức khỏe chủ động về bữa ăn Happy Meal đến đây là kết thúc.